Trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn thực hiện tốt công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn đã chủ động phối hợp với các phường khảo sát nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Đối tượng được thụ hưởng phải thực sự đúng với các tiêu chí đề ra. Song song đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận còn tích cực vận động nguồn lực xã hội, kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài quận hỗ trợ kịp thời cho các mảnh đời khó khăn một mái nhà kính nắng, kính mưa. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn hỗ trợ xây dựng 49 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các phường với tổng kinh phí 2.450.000.000 và đang kêu gọi hỗ trợ xây dựng thêm 10 căn nhà đại đoàn kết trong 2 tháng cuối năm 2022.